Nhẹ thôi, nhẹ tay chút đi mà. Anh không muốn mạnh tay vậy đâu. Lão đại, Tiểu Ngọc, bây giờ trong lòng anh chỉ có chị Ngân. Trước đây, lúc nào cũng gọi người ta là Tiểu Ngọc. Anh rất thích. Để em đấm bóp cho anh. Trước đây, anh chịu được sự mạnh mẽ này. Em làm vậy, giống như đang đánh đòn anh vậy. Lão đại, tại sao anh không thả lỏng cơ thể của mình đi? Thả lỏng sao? Làm lão đại, một chút cũng không thư giãn nổi đâu. Sẽ giúp anh được thư giãn. Tiểu Ngọc, anh không có ý đó đâu. Anh không thể thoát khỏi tay em đâu. Cứu với. Tiểu Ngân ơi. Lâm Tân Thành, không ai nói với cậu phải gõ cửa trước khi vào sao? Lão đại, dữ liệu của tôi bị sao chép rồi. Thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Nói vậy là sao? Trong chúng ta có nội gián. Nội gián sao? Lâm Tân Thành, cậu lại điên khùng gì vậy? Anh vẫn muốn bảo vệ cô ta sao? Tôi bảo vệ ai chứ? Dẫn vào đây. Đi vào. Thả tôi ra. Phùng Ngân, chị Ngân, cậu đang làm gì vậy? Lão đại, bọn họ vu khống tôi là nội gián, muốn tạo phản. Không phải cô đánh nhau rất giỏi sao? Đánh đi. Tôi không phải là nội gián. Hét cái gì? Cậu có là đàn ông không vậy? Cậu muốn cái gì thì nhắm vào tôi này. Cậu bắt nạt một người phụ nữ mà coi được hả? Cậu nói cô ấy là nội gián sao? Được thôi, bằng chứng đâu? Còn bảo vệ cô ta. Ai mà không biết mấy người đẹp có chút nhan sắc trong công ty đều là nhân tình của anh. Anh cũng xứng làm lão đại sao? Lâm Tân Thành, tôi cảnh cáo cậu, đừng có ăn nói vớ vẩn. Vớ vẩn hả? Phạm Tuấn, nói cho anh ta biết đi. Có phải lúc đó cậu nhìn thấy Phùng Ngân đụng vào máy tính của tôi không? Có phải không? Tôi, Lâm Tân Thành, đang ép cung hả? Nhân chứng đã có rồi. Lão đại, anh tính sao đây? Chắc chắn Tiểu Ngân không phải là nội gián. Nội gián chắc chắn là kẻ khác. Tránh ra, bằng chứng rõ ràng, vẫn muốn bảo vệ cô ta. Anh em thì không quan tâm. Nếu anh cứ như thế, vậy sau này để tôi làm lão đại cho. Tôi hiểu rồi. Cố tình sắp xếp Tiểu Ngọc đấm bóp cho tôi để trì hoãn thời gian, lại bảo Phạm Tuấn giả làm nhân chứng. Lâm Tân Thành, cậu thích diễn kịch thật đấy. Phạm Tuấn, tôi hỏi cậu, lần trước cậu đã giấu gì trong bồn cầu nhà vệ sinh hả? Nói đi. Ai ở trong đó vậy? Mau lên coi. Anh Luân, làm gì vậy? Thành tích của tôi không tốt nên dọn vệ sinh giúp mọi người. Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm chi vậy? Anh Luân, thằng nhóc này có vấn đề. Đứng yên đó. Nếu động đậy tôi sẽ tiễn anh đi đấy. Đi thôi. Tôi dẫn mấy cậu đi bắt nội gián. Vào đi. Mau vào đây. Đến đây làm gì? Không phải cậu muốn tìm bằng chứng sao? Ở trong đấy. Bên dưới. Bên trên. Nguyễn Minh Luân, anh dẫn mặt với tôi đó hả? Sao vậy? Tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng hả? Đầy đủ mọi người rồi chứ? Vốn dĩ tôi nghĩ người không phạm tôi không phạm người. Mọi người ở bên nhau thì có thể chung sống hòa thuận. Nhưng kết quả thì sao? Được đằng chân lên đằng đầu, ném đá giấu tay. Lão đại, đã xem camera giám sát rồi, là Phạm Tuấn đã sao chép dữ liệu. Anh Thành, kỹ năng ném đá giấu tay này của cậu cao tay thật đó. Lão đại, không phải là ném đá giấu tay, mà thực sự là có người. Mọi người nghe cho kỹ đây. Giữ kín chuyện ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta không có làm gì hết. Chúng ta đã tìm cho ra nội gián. Lão đại anh Minh. Lão đại, không ngờ anh thật sự bắt được tên nội gián đó. Xem ra anh đã hồi phục được ký ức rồi. Tên tiểu nhân Lâm Tân Thành kia, đáng lý ra phải lấy mạng hắn ta. Chỉ nhốt thôi thì nhẹ nhàng quá. Không có. Không có cái gì.
không khôi phục được trí nhớ. Tiểu Ngân, tôi thật sự không phải lão đại gì cả. Ngày thường tôi lỡ đạp phải bọ cũng thấy sợ nữa, sao tôi có thể làm mấy chuyện đánh chém được? Anh chính là lão đại của chúng tôi, Nguyễn Minh Luân. Được rồi, đừng nói nữa, tôi đau đầu. Như vậy có đỡ hơn không? Phim được dịch, thuyết minh và hay là anh tại phim châu Á muốn Tiểu Ngọc quay về? Cũng được. Tiểu Ngân, tôi không có ý đó. Cô nghĩ con người tôi là người như vậy sao? Lão đại, trời tối rồi, tôi mang trái cây đến cho anh đây. Mạng của tôi là của anh. Anh không phải là Nguyễn Minh Luân, vậy thì chuyện này than thở với tôi chút thì được, chứ đừng nói ra ngoài nhé. Như vậy chỉ khiến mọi chuyện rắc rối thêm thôi. Anh hiểu rồi chứ, lão đại? Tôi là Tiểu Ngàn Ly không say đó. Như đây thì có là gì đâu. Nào các anh em, tôi cận đây. Chú em Luân mời khách ăn cơm à? Còn thiếu phần của tôi đây này. Lão đại bang Thanh Long, anh Long. Đây là ông Long của Thanh Long bang, đúng không? Cơn gió nào đã đưa ông đến đây vậy? Hôm nay tôi đến đây là để đòi một lời giải thích cho con gái nuôi của tôi, Lê Thanh Tình, đứa con gái của tôi. Vừa về nước liền bị cái đám mấy người dụ đi làm mấy trò lừa đảo rồi. Mặt mũi tôi để đâu nữa? Anh Long, anh em chúng tôi đều ở đây hết. Nếu tiện thì xin mời cô Thanh Tình ra đây, chỉ đích danh. Nếu là người của tôi nhất định sẽ không bao che, sẽ để cho anh xử lý hết. Được. Lê Thanh Tình, bang Thanh Long, người dở trò với tôi, còn không phải là anh sao? Nguyễn Minh Luân, cái quần gì vậy? Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Anh Long, việc lỡ tay hại con gái yêu của anh, tôi sẽ bồi thường cho anh. Nhưng người đã bắt con gái của anh đã bị tôi nhốt lại rồi. Nguyễn Minh Luân, cậu bị điếc à? Tiểu Tình của tôi cũng đã nói rồi, là cậu đã giở trò với con bé. Về khoản này, tôi chỉ có thể tính với cậu. Anh Long, rốt cuộc có giở trò với Thanh Tình hay không? Thanh Tình là người rõ nhất. Cô đợi tôi chút nhé. Hình như là cô gõ cửa vào đây để mang trái cây cho tôi thì phải. Sao cô lại tự ăn hết thế? Anh muốn ăn không biết tự lấy hả? Còn muốn người ta đút cho hay sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lát thôi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng chẳng có gì tốt. Tôi hỏi cô nhé, tên cô là gì vậy? Có phải là bọn họ bắt cô đến đây để lừa đảo qua mạng không? Nguyễn Minh Luân, anh giả ngây giả ngô gì vậy? Bọn họ không phải người của anh sao? Rõ ràng là anh bắt cóc tôi mà. Còn vào việc gì nữa? Chẳng lẽ anh muốn thả tôi đi sao? Chúng ta có cùng mục đích rồi. Ý của tôi chính xác là muốn thả cô đi. Không được, anh không được thả tôi đi. Anh cũng không thử nghĩ xem, nếu bây giờ anh thả tôi đi, Lâm Tân Thành sẽ tha cho tôi được sao? Bọn họ đang chờ sẵn bên ngoài đấy. Ta đem lòng này cho trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu xuống mương. Làm cái gì vậy? Anh có nói gì thì tôi cũng không ra khỏi đây đâu. Cười gì nữa đây? Không phải, tôi đang cười. Tôi lại không thể nhìn thấu cô ngay được. Nếu như là một cô gái bình thường khác, chắc chắn sẽ bị tôi dọa sợ bỏ chạy rồi. Nhưng cô thì lại không sợ chút nào. Vậy thì đã sao? Gan tôi lớn bẩm sinh mà. Tôi phát hiện con người của cô giả vờ khó khăn, nhưng trên thực tế gia cảnh rất tốt. Cô không thể nào đã đến đây rồi mà vẫn xinh đẹp, mạnh dạn, tự tin như vậy. Được thôi, tôi sẽ xem như anh đang khen tôi. Hai tên đần ngoài kia chắc không biết mình vừa đắc tội với ai đâu. Thế nào? Lão đại, trái cây có tươi không anh? Anh phải biết chúng em vì anh mà khổ sở thế nào. Cút đi, đừng có làm tôi mất hứng. Nguyễn Minh Luân, anh muốn làm gì?
Tôi đã nói sẽ thả cô đi mà. Tầng này không quá cao, cô nhảy từ đây xuống có lẽ không vấn đề gì. Cô gái vừa nãy ở ngoài tên là Phùng Ngân, cô ấy sẽ đón cô ở phía dưới. Không ngờ anh đã có chuẩn bị từ trước. Tôi thừa nhận anh có thông minh hơn một chút so với tôi tưởng tượng. Bà nội của tôi ơi, đã là lúc nào rồi? Cô đừng có lo đã đâm lao thì phải theo lao nữa. Mau đi đi. Như vậy đi, tôi thay mặt đám người đã bắt cô xin lỗi cô, được không? Xin lỗi cô, cái này tôi không quyết định được. Anh cứ đợi mà xem, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Ném được tảng đá lớn đi rồi, bây giờ đến lúc trừ khử thuộc hạ của Lâm Tân Thành rồi. Nguyễn Minh Luân, tôi đã mang thai đứa con của anh rồi. Chị gái ơi, chúng ta đừng có nói nhảm nữa được không? Cậu có ý gì? Cậu định không nhận à? Chuyện tôi không làm thì tôi nhận cái gì chứ? Nguyễn Minh Luân, nếu cậu vô tình như vậy thì đừng trách Thanh Long tôi ra tay tàn nhẫn. Lão đại, em thấy bọn họ là cố tình đến gây sự. Anh Long, một ngọn núi thì không thể có hai hổ. Chúng ta đều là người làm ăn thôi, hòa khí sinh tài mới là nguyên tắc tuyệt đối. Tôi cũng không muốn nói nhiều với cậu nữa. Tôi chỉ cho cậu hai lựa chọn. Hoặc là nhận đứa bé này, cưới Thanh Tình nhà tôi. Nếu không, Thanh Long Bang của tôi sẽ cho cậu tắm máu hôm nay. Chúng ta đi thôi. Xin đợi một chút. Nếu Thanh Long Bang đã muốn kết thông gia với chúng tôi, cần gì phải làm to chuyện chứ? Cô là Phùng Ngân sao? Là tôi. Sao vậy? Nguyễn Minh Luân, vì cô mới không chịu cưới tôi. Con người tôi trước giờ chỉ hành động, không nói nhiều. Hôm nay chúng ta kiểm chứng một chút, hai chúng ta rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Dừng lại. Thanh Tình, không sao chứ? Đồ tiện nhân, tiếp tục đánh lại đi. Được rồi, toàn là đàn bà con gái, đánh cái gì mà đánh, còn ra thể thống gì nữa. Đêm mai vào giờ Tí, Thanh Long gả con gái. Nguyễn Minh Luân, cậu mở cửa đón dâu. Tiểu Ngân, cô đi đâu vậy? Qua đây. Giờ tôi phải làm gì đây? Lần này Thanh Long có chuẩn bị trước. Lão đại sắp có được người đẹp, tất nhiên là tôi đi tổ chức đám cưới cho anh rồi. Ghen rồi sao? Cô biết mà, tôi không muốn cưới lên Thanh Tình đó. Tôi thích cái gì cô không biết sao? Nhưng anh không phải là lão đại, cũng không nên thích tôi. Lão đại, anh tỉnh táo lại đi. Thanh Long chắc chắn không phải là người dễ dàng bỏ qua. Anh nghĩ việc ông ấy gả con gái chỉ đơn giản là vậy sao? Tôi nghĩ cái gì chứ? Vậy thì Thanh Long rõ ràng là một kẻ cố tình gây sự, gả con gái nuôi, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng đêm tân hôn trừ khử tôi. Được thôi, trừ khử tôi, được, tôi sao cũng được. Tôi không sợ, nhưng chúng ta cũng không có cách nào khác cả. Có thể làm gì chứ? Hắn không phải muốn gả con gái sao? Được thôi, vậy bây giờ tôi sẽ là một tên hôn quân cho hắn xem. Anh có cách rồi sao? Tạm thời chưa có cách nào. Nhưng mà Tiểu Ngân, chuyện này e rằng cô phải chịu thiệt thòi một chút. Tôi sao? Tiểu Ngân, em có đồng ý lấy anh không? Cái này là sao đây? Anh Long, đừng gọi tôi là anh. Cái danh xưng này tôi không gánh nổi. Anh xem tôi này, ba nuôi.
Hôm nay thật sự là quá bận rộn. Xin lỗi các anh em, không chăm sóc chu đáo thông cảm nhé. Có thể cưới cùng lúc ba người con gái, chăm sóc không chu đáo, cậu đây là quá chu đáo rồi. Diễm Phúc cũng nhiều thật. Ba nuôi, là ba không biết, con người con đây, từ nhỏ đã có tính cách nghịch ngợm. Ba gả con gái nuôi cho con, sợ là để cô ấy phải chịu thiệt thôi. Nguyễn Minh Luân, cậu không coi Thanh Long tôi đây ra gì đúng không? Ba nuôi, ba xem những lời ba nói kia. Lúc hai cô vợ kia của con biết tin cô Lê có thai, cũng náo loạn hết cả lên đấy. Con cũng không còn cách nào khác. Ba nuôi, giờ lành đã đến, con xin vào phòng cô dâu trước. Mọi người cứ từ từ thưởng thức. Đi đây. Vợ yêu. Vợ ơi, anh về rồi. Nguyễn Minh Luân, sao anh lại uống đến mức này vậy? Sao thế? Hôm nay tôi đã cưới tận ba người vợ, uống nhiều một chút thì có sao? Háo sắc. Ngây thơ. Không phải đàn ông nào cũng là người tốt, cũng không phải bất cứ ai đều có thể giống như Châu Tùng tôn trọng cô như thế. Nguyễn Minh Luân, anh bỏ tôi ra. Không phải anh không muốn lấy tôi sao? Vậy thì sao? Người đẹp đến tận cửa, sao tôi lại phải từ bỏ chứ? Nguyễn Minh Luân, anh bỏ tôi ra. Tôi thật sự đã nhìn sai về anh rồi. Tôi vốn nghĩ rằng, cô nghĩ cái gì? Nghĩ tôi là người tốt hả? Lại dùng mỹ nhân kế để tiếp cận tôi. Tội nghiệp Châu Tùng ở ngoài đó. Có phải bây giờ cậu ta đang núp lùm, chĩa súng vào đầu tôi không? Tôi nói không sai chứ? Cô Lê, sao anh biết được? Anh Long đó của các cô không muốn đối đầu trực tiếp với tôi, nên dùng cô con gái nuôi như cô để thăm dò điểm yếu của tôi. Cô hiểu không? Anh nói vớ vẩn. Tôi có nói vớ vẩn hay không, trong lòng cô biết rõ. Tội nghiệp thằng ngốc ở ngoài kia bị người ta lợi dụng, còn phải nhìn người phụ nữ mình yêu ân ái với người đàn ông khác. Nguyễn Minh Luân, anh không được đụng đến anh ấy. Sao vậy? Thích cậu ta hả? Anh ấy chỉ là một tên vô dụng mà thôi, sao tôi có thể thích anh ấy được chứ? Được rồi, vậy giờ tôi sẽ cho người lấy mạng cậu ta. Anh dám? Anh mau thả tôi ra. Đại tiểu thư, đừng kích động, nghe tôi nói hết đi đã. Cô với anh Long đó có thỏa thuận gì phải không? Thỏa thuận này thằng nhóc ngoài kia không biết gì cả đúng chứ? Nguyễn Minh Luân, anh đừng có đâm trọt như vậy. Tôi đâm trọt sao? Cô đã đồng ý với ông già lấy tôi, không phải cũng là vì lấy mạng tôi sao? Không đúng sao? Ai thèm anh hả? Cô biết Châu Tùng thích cô, ông già lại không có con cái, cậu ta chỉ cần lấy mạng tôi, hoàn thành nhiệm vụ, Thanh Long bằng này sẽ thuộc về cậu ta. Thứ các người muốn không phải là hôn lễ, mà là tang lễ. Nguyễn Minh Luân, tôi cũng không phải người hiền lành gì, tôi không thể ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi mấy người lấy mạng tôi. Hay là cô nghĩ trong đêm tân hôn này tôi sẽ chỉ quan tâm đến việc tận hưởng niềm vui? Cô cũng không ngại bán bản thân mình, lại còn giúp thằng ngốc đó thăng chức. Cậu ta không biết một chút gì cả sao? Anh có ý gì? Có ý gì hả? Tôi nói vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Đã nói đến mức này rồi còn bảo là không thích. Nhưng trong toàn bộ kế hoạch của mấy người lại bỏ qua một điểm quan trọng nhất. Tôi không hiểu, vẫn không hiểu. Thằng nhóc ở ngoài kia giờ vẫn an toàn sao? Nguyễn Minh Luân, anh không được đụng đến anh ấy, đừng kích động. Đại tiểu thư, phim hay vẫn còn ở phía sau, dẫn cậu ta vào đây. Nguyễn Minh Luân, mau thả anh ấy ra, tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Thanh Tình, mặc kệ tôi không muốn cô phải chịu thiệt. Nguyễn Minh Luân, tôi sẽ lấy mạng anh. Châu Tùng, nếu tôi không làm như thế, ba nuôi vốn sẽ không để ý đến anh đâu. Thanh Tình, cô đã vì tôi lấy mạng tôi, cậu không lấy được đâu. Nhưng mà tôi lại có thể lấy mạng cậu ta đó. Anh dám đụng vào một ngón tay của anh ấy, tôi có làm quỷ cũng không tha cho anh. Đủ rồi, đi đi. Anh làm vậy là sao? Tôi không muốn lấy mạng cậu. Sao hả? Đến giờ hai người vẫn chưa hiểu.
là ai đã khiến hai người rơi vào tình cảnh này? Anh Long của hai người vốn dĩ không quan tâm đến tính mạng của hai người đâu. Nguyễn Minh Luân, anh đừng có chia rẽ chúng tôi. Không phải, đừng dại khờ vậy. Cậu có thể hỏi cô Lê, người đã bị dâng đến đây làm cô dâu. Cô ấy có tiếng nói nhất. Đúng vậy, ông ấy không quan tâm đến tính mạng của chúng ta. Cho dù có thất bại, chúng ta mất mạng rồi cũng chỉ là ân oán tình thù, không liên quan gì đến Thanh Long. Phải rồi, thất bại thì cũng không liên quan đến Thanh Long. Còn thành công thì có được cái mạng của tôi, Châu Tùng. Đối với thể loại đối xử bất công như vậy, cậu vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Thanh Tình, tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ cô tốt. Chuyện đến nước này, còn nói bảo vệ gì chứ? Tôi đã thề với lòng, tôi vĩnh viễn phải bảo vệ cô. Bộ không có ai ở đây hả? Những gì anh nói vừa nãy là muốn chúng tôi theo phe anh sao, Châu Tùng? Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn. Từ nãy đến giờ, đây là khoảnh khắc mà cậu thông minh nhất. Nguyễn Minh Luân, anh tác thành cho chúng tôi. Với điều kiện gì? Điều kiện sao? Đơn giản thôi, tôi sẽ thay hai người chiếm lấy Thanh Long Bang. Bên ngoài hai nhà chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà sâu bên trong, Thanh Long Bang phải phục tùng tôi. Với tính cách của ông ấy, sẽ không tha cho chúng ta. Chúng ta chỉ còn cách làm phản thôi, đầu quân cho Nguyễn Minh Luân. Nếu đã như vậy, tôi nguyện vì Nguyễn lão đại sẵn sàng xả thân. Nguyễn Minh Luân, với sự hiểu biết của tôi về ba nuôi, ông ta chắc chắn có kế hoạch dự phòng. Ý cô là sao? Phùng Ngân và Tiểu Ngọc, anh thích người nào hơn? Hai người bọn họ, anh vì muốn sỉ nhục Thanh Long mà khiến cho hai người phụ nữ dính líu vào, ba nuôi chắc chắn không tha cho bọn họ. Lão đại, không ổn rồi. Phùng Ngân và Tiểu Ngọc bị anh Long bắt đi rồi. Đậu Phộng, dám đụng vào người của tôi, hôm nay tôi bắt buộc phải xông vào Thanh Long Bang một trận. Anh Long, sao lâu rồi anh không đến vậy? Thanh Long, vừa nãy quên mất, hai món đặc sản là các người. Hôm nay tôi muốn nếm thử người phụ nữ của Nguyễn Minh Luân rốt cuộc là có hương vị như thế nào. Các em nói đi, Nguyễn Minh Luân sẽ thích ai trong hai người họ? Tất nhiên là tôi. Chị Phùng hung dữ như vậy, lão đại sẽ không thích chị ta đâu. Được, vậy thì bắt đầu. Từ cô đi nhé. Ông dám? Lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông. Tôi nói cho cô biết, cho dù Nguyễn Minh Luân không ngủ đi nữa, cũng không lo cho cô nổi. Tôi khinh, tôi tin anh ấy. Lão đại chắc chắn không gặp chuyện gì. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết một điều rằng, người phụ nữ của Nguyễn Minh Luân đang ở chỗ tôi, sướng đến mức nào. Buông Tiểu Ngọc ra. Cầm thú, thả Tiểu Ngọc ra. Buông ra Phùng Ngân. Buông cô ấy ra. Dám chạm vào người của tôi, tôi liều mạng với anh. Tên giả thối tha này, đủ rồi. Châu Tùng, cả hai đứa bây, ba nuôi, con xin lỗi, con không muốn làm công cụ của ba nữa. Châu Tùng, cậu từ nhỏ không cha không mẹ, là tôi chăm bẵm cậu lớn lên. Vậy mà giờ đây cậu phản bội tôi. Ông chẳng qua là muốn chúng tôi cam tâm tình nguyện làm con rối cho ông, sau đó thỏa mãn tham vọng của ông. Có tin rằng tôi sẽ đánh cậu không? Người đâu? Người đâu? Người của Thanh Long đã bị chúng tôi xử lý cả rồi. Không thể ngờ, Thanh Long tôi sáng suốt cả một đời, lại có ngày ngã ngựa trong tay đám lót chót các người. Muốn trách thì trách các người đã làm quá nhiều chuyện ác.
anh là người phụ trách sao? Thuyết Minh và lồng tiếng tại tên nhóc dối cậu là ai vậy? Ông đây là ai? Đến lượt cậu hỏi sao? Thanh Long Bang đã được tôi tiếp quản rồi. Anh Long của các người đó đã là quá khứ rồi. Cậu là thằng quỷ nào vậy? Cậu chán sống rồi phải không? Dám làm loạn nơi của anh Long. Cậu chán sống rồi hả? Tôi phát hiện dùng vũ lực giải quyết vấn đề thiệt là đơn giản mà. Cậu đợi đó cho tôi. Cậu chờ người của Thanh Long đến đi. Tôi sẽ cho cậu không còn một mảnh vụn. Châu Tùng, nhanh, nhanh chóng giải quyết người này cho tôi. Thanh Long Bang nghe lạnh. Châu Tùng, anh nói nhảm gì vậy? Sự đẹp hắn ngay đi. Chào lão đại đi. Chào lão đại. Cái gì? Không thể nào được. Mở đôi mắt chó của cậu ra, nhìn cho rõ ràng. Thanh Long Bang đã được Nguyễn lão đại thu phục rồi. Nếu còn muốn giữ mạng, còn không nhanh đi qua xin lỗi. Cậu ta là Nguyễn lão đại. Nguyễn lão đại đã thu phục Thanh Long Bang. Nguyễn lão đại. Nguyễn lão đại. Tôi sai rồi. Tôi nghe nói anh hào hoa phong nhã. Chỗ này của tôi, đồ chơi hay phụ nữ, chỉ cần anh muốn là có ngay. Tôi sẽ sắp xếp cho anh ngay bây giờ. Cái quần gì vậy? Tôi nói cái này nè. Các người nghĩ tôi là người thế nào vậy hả? Nguyễn lão đại, bây giờ tôi đi gọi người tới. Nguyễn lão đại, đến đông đủ cả rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Tất cả các người cả ngày đều ăn uống chơi bời, chẳng có chiêu mới gì cả. Các em gái xinh đẹp, bắt đầu từ hôm nay mọi người được tự do rồi. Đi đi. Mau đi đi. Cảm ơn. Tại sao vậy lão đại? Bọn họ là cây dụng tiền đó, không thể để họ đi được. Người đâu? Có, mang ra chỗ khác đi. Vâng. Lão đại. Đừng mà. Lão đại. Nguyễn lão đại. Nguyễn lão đại. Mơ mơ màng màng trở thành lão đại, không ngờ lại thu phục được Thanh Long. Càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc mình là ai đây? Lão đại, anh tìm tôi. Bây giờ thì hết chuyện rồi. Cô đi đi. Lão đại, Phạm Tuấn đâu rồi? Có phải anh thả hắn ra rồi không? Đúng là tôi. Anh có biết hắn là người của đội điều tra đặc biệt không? Anh thả hắn ta ra thì chúng ta coi như xong. Xong thì xong thôi. Đã sao chứ? Dù gì thì những việc chúng ta làm cũng đâu quang minh chính đại gì. Ý anh là sao hả? Người đẹp, tôi có phải Nguyễn Minh Luân hay không? Cô phải rõ hơn tôi chứ. Từ lúc tôi vừa tỉnh dậy đã bắt đầu tẩy não tôi rồi. Cái gì mà tôi ở trên, cô ở dưới, cái gì mà bạn tâm giao, đều là dối trá hết. Cô chỉ muốn điều khiển tôi, để tôi thế thân cho Nguyễn Minh Luân thật sự. Nhưng cô không ngờ tới mớ hỗn độn mà các người bày ra đã bị tôi dọn sạch rồi. Đừng có nói bậy bạ. Anh chính là Nguyễn Minh Luân. Vẫn muốn lừa tôi. Được thôi, vậy chúng ta đi xét nghiệm DNA xem tôi có phải là Nguyễn Minh Luân không. Tôi biết các người có khả năng một tay che trời. Vậy cô có cách nào thay cả máu trong người tôi không? Lão đại, anh đừng kích động. Chắc là chuyện của Thanh Long Bang làm anh lo sợ rồi. Kích động hả? Tôi có kích động sao? Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi đang rất tỉnh táo. Chuyện này chúng ta nói sau đi. Đi đi. Mau lên. Các người tính kế hại tôi như vậy, không sợ mới hỗn độn này không ai dọn sao? Anh dám thả Phạm Tuấn đi? Anh có biết anh đã hại tất cả chúng tôi không? Tôi không quan tâm người khác.
Phùng Ngân, đừng cố giả vờ nữa. Nếu không phải lão đại cần anh, tôi thật sự muốn bóp cò đấy. Bây giờ chúng ta đang cùng ở trên một con thuyền, sắp không ở cùng nữa rồi. Mau để Nguyễn Minh Lương Thật đổi lại với tôi đi, để anh ta xử lý mọi chuyện đi. Anh nghĩ anh đi được sao? Cô nghĩ tôi không đi được sao? Chỉ cần tôi còn sống, anh nghĩ tôi sẽ để anh đi sao? Được thôi, làm đi. Làm đi, bắn tôi đi. Anh đừng ép tôi. Đừng ép tôi mà, cô mau nổ súng đi. Bắn đi, anh đừng ép tôi nữa. Nguyễn Minh Luân, ra đây cho tôi. Quỳ xuống. Nguyễn Minh Luân, cút ra đây cho tôi. Lão đại, cứu em. Làm gì vậy? Ôi trời ơi, một người trên giường, một người dưới đất. Lão đại, tình huống như này có vẻ không công bằng đấy. Lâm Tân Thành, việc cậu trước đây cấu kết với Thanh Long Bang, tôi vẫn chưa tính sổ với cậu. Hôm nay cậu lại đến đây gây chuyện, nhưng anh đã thả Phạm Tuấn đi. Làm sao? Anh muốn tự hại mình, còn phải nhờ anh em chịu tội thay cho anh sao? Lão đại, chúng tôi ở đây để kiếm tiền, không phải tự mình hại mình. Đúng đó, được rồi. Chuyện liên quan đến Phạm Tuấn, tôi tự biết tính. Nói thật cho các người biết, Phạm Tuấn là người của tôi. Tôi đã để cậu ấy mang chứng cứ giả đi, như vậy chúng ta có thể đánh bại Thanh Long Bang, để bọn họ chịu tội thay cho chúng ta. Nguyễn Minh Luân, cậu đang làm cái quái gì vậy? Lão đại, cứu em. Cứu em, lão đại. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc ơi, gặp ác mộng sao? Lão đại, nào, uống nước đi. Lão đại, cảm ơn anh đã cứu em. Nói cái gì thế? Mau ngủ đi. Tay anh còn đau không? Nhảm nhí, em thử nắm lấy con dao xem. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, vài ngày là khỏi thôi. Tay của anh, ai đã băng bó cho anh? Chị Ngân sao? Để em xem nào. Thôi đừng xem nữa, em xem một chút thôi. Em mau ngủ đi, băng bó trả ra làm sao cả. Em có thể băng bó lại, em nhẹ thôi. Đau đấy. Anh chính là không thích em. Anh đi tìm người anh thích đi. Tiểu Ngọc, mệt thật đấy. Dù sao thì mình cũng là kẻ thay thế, có thể sống ngày nào thì sống ngày đó. Tiểu Ngọc, không giận nữa sao? Tiểu Ngọc, cô gái nhỏ, không được giận dỗi linh tinh nữa. Phùng Ngân, sao em lại đến đây? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Em ở đây canh chừng anh, không để anh đi. Em thế này đâu phải canh chừng anh, em rõ ràng đang là thử thách anh. Tùy anh nghĩ thôi. Được, vậy anh hứa với em, tối nay anh sẽ không đi nữa. Vậy còn sau này? Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện thăm em gái anh. Em ấy bị tai nạn xe, phải làm phẫu thuật. Anh cũng không biết tình hình như thế nào. Không, anh không thể ra ngoài, quá nguy hiểm. Em thật sự muốn anh thế mạng cho Nguyễn Minh Luân sao? Không phải. Bây giờ anh đang mang khuôn mặt này, anh có biết có bao nhiêu tai mắt xung quanh không? Ít ra ở đây em có thể bảo vệ anh. Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi sao? Đây là sứ mệnh của em sẽ luôn bảo vệ anh. Em sẽ luôn bảo vệ anh.
cho đến khi anh thế mạng thành công, đúng không? Em không có. Anh biết. Lão đại, ai cho em vào? Tối qua anh với chị Ngân đã làm gì? Hãy thành thật khai báo. Không có gì cả. Ít hỏi lại đi. Biết ít lại đều là vì bảo vệ em. Tôi ra ngoài trước. Này, chị Ngân. Lão đại mới mua chiếc xe. Cùng đi hóng gió đi. Tôi còn có việc. Không đi đâu. Tiểu Ngọc, sao em lại tự tiện lấy đồ của anh vậy? Trả lại cho anh. Thật thiên vị. Em cũng là vợ chính thức của lão đại. Tại sao lão đại lại không cùng em qua đêm chứ? Càng nói càng quá đáng rồi đó. Không nói với anh nữa, em đi hóng gió đây. Anh nhất định phải đi tìm em gái của anh, đúng không? Nói thừa. Anh đương nhiên phải đi. Được. Có thể đi. Nhưng em phải đi theo. Với cả, anh chỉ có thể nhìn em ấy từ xa. Được thôi. Anh nghe em hết. Anh nhớ là ở đây. Không thể sai. Y tá, xin hỏi, cô gái ở giường 19 đâu rồi? Giường 19 sao? Mấy ngày trước xảy ra tai nạn xe, còn đang chờ phẫu thuật. Xin lỗi anh nhé. Thông tin cá nhân của bệnh nhân không thể tùy tiện tiết lộ. Cái gì là tùy tiện tiết lộ? Cái gì mà thông tin cá nhân? Không phải, cô là y tá kiểu gì vậy? Xin lỗi, tiết lộ cái gì chứ hả? Tôi nói cô đấy, cô là y tá kiểu gì chứ? Làm việc kiểu gì thế? Làm gì vậy? Có phải anh nhớ nhầm không? Vốn dĩ anh không có em gái gì cả, không thể nào. Bọn anh bên nhau từ nhỏ đến lớn. Chuyện khác anh có thể không nhớ, nhưng chuyện này anh không thể nhầm lẫn được. Chúng ta ra ngoài như vậy rất nguy hiểm. Mau về thôi. Tại sao em cứ ngăn cản anh tìm em gái vậy? Có phải em đã biết gì không? Em chỉ là lo cho anh thôi. Lo ư? Đừng tự lừa dối mình. Cô có biết là lúc cô nói dối, cô còn không dám nhìn vào mắt tôi không? Em thật sự không biết. Phùng Ngân, đến tận lúc này rồi mà cô vẫn còn lừa tôi sao? Rốt cuộc là có đối xử thật lòng với tôi không? Hay tối hôm qua cô chỉ đang lừa tôi thôi? Em không có. Vậy cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là mấy người có làm hại Chu Diệp hay không? Có lẽ không được tính là làm hại. Cái gì mà có lẽ? Theo thông tin em nhận được, cô ấy đã bình phục và xuất viện rồi. Vậy thì tốt rồi. Tôi nhớ được nhà của em ấy ở đâu. Tôi về nhà tìm em ấy. Không được. Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một cái thôi. Nhìn một cái là tôi yên tâm rồi. Đừng ép em nữa, được không? Cô cũng đừng có ép tôi nữa, được không? Tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Cô ấy đã được anh của mình đón đi rồi. Tôi mới là anh trai của em ấy. Tôi hiểu rồi. Mấy người bị điên rồi đúng không? Vậy mà dám để Nguyễn Minh Luân mang khuôn mặt của tôi đến làm anh trai của Chu Diệp. Lão đại tự có chừng mực của anh ấy. Để không đánh rắn động cỏ, anh ấy sẽ không làm hại Chu Diệp đâu. Em xin lỗi. Để một người như vậy sống chung với em gái của tôi sao? Anh ấy không gần gũi với phụ nữ đâu. Nhưng anh ta cũng là một tên đàn ông mà. Với đám người vì lợi ích mà hãm hại người khác như các người, tôi thật sự là không còn gì để nói nữa. Phùng Ngân, hai chúng ta căn bản không cùng một loại người. Chu Dũng, xin lỗi, tôi buộc phải đi. Tôi xin cô, đừng có đi theo tôi nữa. Tiểu Diệp, em gái Chu Dũng, Chu Diệp, Tiểu Diệp.
anh này, anh là ai vậy? Tiểu Diệp, là anh đây, anh là Chu Dũng đây. Anh biết là bây giờ anh có nói gì thì em cũng không tin, nhưng anh không có thời gian để giải thích với em. Thả tôi ra, anh làm tôi đau. Tiểu Diệp, anh xin lỗi, nhưng lần này anh không thể nghe em được. Bây giờ em đang gặp nguy hiểm, em phải đi theo anh ngay. Anh ơi, đi thôi, mau đi, bỏ tôi ra, thả em gái tôi ra. Tiểu Diệp, ra đằng sau anh đi. Nguyễn Minh Luân, cái thằng khốn, anh để tôi chịu chết thay cho anh thì cũng thôi đi, giờ anh lại muốn chiếm lấy em gái của tôi. Cậu là người ở đâu tới vậy? Nói lung tung cái gì thế? Tôi không hề quen biết cậu, tôi mới là anh trai của Tiểu Diệp. Anh mà bắt nạt Tiểu Diệp thì tôi liều mạng với anh. Này cậu, nếu cậu còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Anh ơi, chúng ta mau báo cảnh sát đi, em sợ quá. Tiểu Diệp, anh là Chu Dũng, anh là anh trai em. Tôi chưa bao giờ gặp một tên điên như cậu. Tôi không biết anh, anh mau đi đi. Tiểu Diệp, cậu mà còn không đi nữa thì chúng tôi sẽ báo cho đội điều tra đặc biệt đó. Cậu không phải là tội phạm có tiền án đang chạy trốn đâu nhỉ? Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng có ý đồ gì với em gái Tiểu Diệp của tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu không trốn dung thân. Nguyễn Minh Luân, cái đồ khốn. Anh ơi, em khó chịu quá. Tiểu Diệp, đừng đụng vào em gái tôi. Trước tiên chúng ta đừng kích thích con bé. Từ nhỏ tim của Tiểu Diệp đã không được tốt. Anh ta đang nói cái gì vậy? Sao anh ta biết được tim của em không khỏe? Nguyễn Minh Luân là ai? Ai mà biết? Cái tên điên này đang nói vớ vẩn cái gì chứ? Chúng ta mau báo cho đội điều tra đặc biệt đi. Cút mau. Được, tôi cút. Nguyễn Minh Luân, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm hại Tiểu Diệp, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mau cút. Tiểu Diệp, để anh đưa em vào nhà. Đi thôi. Nếu Chu Diệp và cậu ta nhận ra nhau thì nhất định sẽ làm hỏng chuyện lớn của mình. Bây giờ mình không thể đi dưới ánh mặt trời được nữa. Hang ổ lừa đảo vậy mà lại trở thành nơi trú ẩn duy nhất của mình. Rốt cuộc nơi đâu mới là nhà của mình đây? Nguyễn Minh Luân, trong lần hoạt động bí mật này đã xảy ra một chuyện khiến tôi không thể tưởng tượng được. Vụ lừa đảo cực lớn này sắp thu lưới, chúng ta đã tìm được bằng chứng, lẽ nào còn có chuyện gì nữa sao? Tôi nghi ngờ tên Nguyễn Minh Luân trong hang ổ lừa đảo không phải là Nguyễn Minh Luân thật. Thưa sếp, nghĩa là sao? Cái tên Nguyễn Minh Luân này làm việc rất kỳ lạ, anh ta vậy mà còn đích thân thả tôi đi, còn đưa bằng chứng phạm tội cho tôi. Mấy người nói xem có phải là rất kỳ lạ hay không? Còn có chuyện như vậy nữa hả? Tên Nguyễn Minh Luân này ngay cả cách này cũng nghĩ ra được, anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Nên tôi nghi ngờ rằng đây là kế hoạch thoát thân mà tên Nguyễn Minh Luân thật đã suy nghĩ ra. Giả thì không thể thành thật được, tôi nhất định phải khiến anh ta lòi ra đuôi chuột. Có chắc không? Được. Sếp, có chuyện rồi. Nguyễn Minh Luân lén chạy ra ngoài rồi, còn mua đồ nữa. Người dân phát hiện đã báo cho chúng ta. Tất cả hành động mục tiêu là Nguyễn Minh Luân. Nguyễn Minh Luân, lão đại, sao cô còn đi theo tôi nữa? Không có thời gian nói nhiều nữa đâu. Bây giờ có người đang bắt anh, đi theo em. Có chuyện gì vậy? Mau đi. Lão đại, thanh tra Phạm, anh đến rồi à? Tôi nói này, chúng tôi đều là chỗ làm ăn ngay thẳng, chúng tôi không làm chuyện gì phạm pháp đâu. Không phải vì chuyện này, chúng tôi đến đây là để tìm người. Làm ơn tránh ra một chút, đừng trì hoãn công việc của chúng tôi. Thanh tra Phạm, nếu là tìm người thì mời đi bên này. Tìm thấy chưa? Phòng cuối cùng rồi. Tôi không tin anh ta có thể mọc cánh bay đi được. Không được cử động, giơ tay lên. Thanh tra, anh có cần phải vậy không? Chúng tôi đều là người dân bình thường, hát hò tí thì có sao đâu. Mọi người hát tiếp đi, để tôi xem ai dám hát. Anh đấy, ngồi xuống.
thanh tra. Còn nhà vệ sinh. Có ai không? Có ai ở trong không? Ôi trời, ra ngoài. Không có ai, chỉ có một người phụ nữ đang thay quần áo. Rút lui. Lão đại, ra ngoài đi, họ đi cả rồi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Cực khổ rồi. Có thể làm việc cho lão đại là vinh dự của tôi. Lão đại, mũi của anh. Không sao đâu. Cậu bảo bọn họ đi trước đi. Vâng. Này, mọi người có thể đi được rồi. Lão đại. Lão đại, anh đẹp trai quá. Lão đại. Lão đại. Lão đại. Đi đây, lão đại. May mà quán karaoke này còn nằm trong phạm vi quyền lực của chúng ta. Đúng vậy. Cảm ơn lúc nãy cô đã hợp tác với tôi. Không cần cảm ơn. Nếu không phải do anh nghĩ ra chiêu này, hai chúng ta sao có thể thoát thân được. Đúng vậy. Đúng rồi. Tôi phải xin lỗi về những gì tôi đã nói với cô lúc trước. Em đã nói rồi. Anh là cấp trên, em là cấp dưới. Anh mãi mãi không cần phải xin lỗi em. Cái gì mà cấp trên cấp dưới chứ? Đó là mối quan hệ giữa cô và Nguyễn Minh Luân, không liên quan gì đến thỏa thuận giữa chúng ta. Chỉ cần anh đồng ý thì nó cũng có thể trở thành thỏa thuận giữa hai ta. Cô đang làm cái gì vậy? Ý cô là sao? Vừa rồi anh hoàn toàn có thể cầu cứu Phạm Tuấn, nhưng anh không có. Là vì em. Đúng không? Tôi, anh muốn tha cho em. Đúng không? Phùng Ngân, anh không nỡ để em hy sinh. Vậy nên bây giờ chúng ta thật sự là đồng bọn rồi. Đúng không? Tiểu Diệp, đỡ hơn nhiều chưa? Lúc nãy, những lời gã điên đó nói, em đừng để tâm. Hai ngày tới, anh sẽ không đi làm, mà sẽ ở nhà với em. Em đã khỏe hơn nhiều rồi. Anh ơi, anh đã chăm sóc cho em lâu như vậy rồi, không cần ở bên em nữa đâu. Ngày mai, anh vẫn nên đi làm đi. Yên tâm đi, trong nhà vẫn chưa đến mức không có gì để ăn. Trong nhà thực sự sắp không còn gì để ăn rồi. Anh ơi, anh không cần lo cho em đâu. Một mình em vẫn ổn. Giúp đỡ chú Dũng là đã đủ lắm rồi. Giờ mình còn phải giúp tên chú Dũng đó đi làm nữa. Được. Cuộc phẫu thuật này thành công hơn mình nghĩ. Lần này nhất định có thể che mắt thiên hạ. Lão đại, cuộc phẫu thuật rất thành công. Chỉ là, nói đi. Chú Dũng còn có một cô em gái. Mới phẫu thuật nên cần một khoản phí. Nếu như lấy tiền công ty trả khoản phí này sẽ khiến người khác nghi ngờ. Phí phẫu thuật bao nhiêu? 200 ngàn. Tên chú Dũng này quả nhiên là một tên phế vật. Tôi còn tưởng là cần nhiều tiền lắm chứ. Tôi có thể để cô ta đi đời trên bàn mổ. Tên cô ấy là gì? Chu Diệp. Được rồi. Mạng của Chu Diệp này coi như là thủ lao từ việc tôi sử dụng khuôn mặt của chú Dũng. Cho nhiều quá sẽ nghi ngờ. Lão đại, anh cầm cái đồng hồ này dùng tạm đi. Ra ngoài đi. Cho dù chỉ là khuôn mặt tệ hại của chú Dũng, thì Nguyễn Minh Luân tôi cũng nhất định sẽ nông sơn tái khởi. Xem đi, trị giá bao nhiêu tiền. Ý gì đây? Đây là chiếc đồng hồ cả triệu tệ đấy. Anh nhẹ tay chút đi. Hiện tại nó còn không bằng một nửa giá gốc. Yên là sao? Lên giọng cái gì chứ? Những người đến đây
thì nửa cái mạng đã nằm trong quan tài rồi. Mặc cả với tôi sao? Rác rưởi. Để tôi đưa anh vào quan tài trước. Làm gì đấy? Nếu không thì tìm chỗ khác mà bán đi. Cậu có hiểu cái gì gọi là thị trường người bán không hả? Vậy trị giá bao nhiêu? Anh ra giá đi. Chỉ có 1 triệu sao? 1 triệu cái gì? 100 ngàn. Bán gấp, chỉ có giá này thôi. 200 ngàn. Một xu cũng không thể thiếu. Tên nghèo nàn. Anh cũng biết con người tôi đây. Như cá ươn tôm thối. Chỉ có một cái mạng quen. Có thể làm ra chuyện gì? Tôi cũng không biết đâu. 200. Tôi sẽ lấy ngay. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Em cũng phải phấn chấn trở lại. Không thể tiếp tục chán nản như vậy nữa. Em yên tâm. Không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao? Ngày mai anh sẽ đi làm. Đúng là hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh khi mà. Tên Chu Dũng này làm cái gì vậy? Chả trách những người trẻ tuổi này, vẫn là nhân viên quen. Không ngờ mình lại đổi mặt với một người như vậy. Năng lực của thằng nhóc này sao đột nhiên tiến bộ vượt bậc đến như vậy? Giám đốc, dựa vào kế hoạch này, tôi chắc chắn có thể kiếm thêm hàng chục triệu cho công ty. Tốt, Tiểu Chu, tôi sẽ đem nó cho sếp xem. Cậu về trước đi. Còn chờ gì nữa, tôi bây giờ muốn nói chuyện với sếp. Sếp bây giờ đang mở cuộc họp, về đợi trước đi. Sếp họp xong tôi sẽ gọi cậu. Một kế hoạch tốt như vậy, tất nhiên chỉ có tôi mới có thể viết ra. Vương Tổng, kế hoạch này rõ ràng là tôi viết. Dựa vào đâu mà là của Phạm Vũ? Tiểu Chu, đây đều là những gì tôi viết, cậu đừng có mà nhận vơ. Phạm Vũ, anh dám trộm kế hoạch của tôi? Ai ăn trộm kế hoạch của cậu chứ? Cái này là do tôi viết mà. Đây là văn phòng của tôi, đừng cãi nhau nữa. Muốn cãi thì ra ngoài cãi nhau đi. Thật xin lỗi Vương Tổng, người của tôi không hiểu gì cả. Làm phiền ông nghỉ ngơi rồi. Chu Dũng, cậu còn cần công việc này không? Bây giờ cậu đi với tôi. Nếu anh lại muốn động vào tôi, tôi sẽ xử đẹp anh. Chu Dũng, không muốn làm thì cút cho tôi. Một lũ đề tiện. Biết vậy sớm đánh hết các người rồi. Kém cỏi thì vẫn là kém cỏi. Đến tiền uống rượu cũng không có. Chính là cô ấy. Đừng để cô ấy chạy mất. Các người là ai? Anh trai cô nợ tiền nên đã lấy cô để gán nợ rồi. Nợ tiền? Anh trai tôi không phải người như vậy. Cứu mạng. Đưa cô ấy lên xe cho tôi. Tối nay tôi sẽ thử hàng trước. Để tôi trước cho. Cứu mạng, anh ơi. Chúng ta đi. Nhanh lên xe thôi. Đại ca xin tha mạng. Đại ca xin tha mạng. Anh thật là lợi hại. Đại ca, tôi sai rồi, đừng đánh nữa đại ca. Biết sai rồi. Hai người còn dám làm khó em gái tôi. Một lũ thú vật các người, rác rưởi, cút đi. Đại ca, tôi biết tôi sai rồi. Nếu biết anh đánh giỏi như vậy, sao chúng tôi dám đòi nợ anh chứ? Đại ca, tôi sai rồi. Anh ơi, đừng đánh nữa. Đánh nữa là lớn chuyện đấy. Bọn họ chưa làm gì em cả. Tôi sai rồi đại ca. Được, hôm nay là vì nể mặt em gái của tôi nên tôi tha cho hai người đó. Cảm ơn. Anh, đừng giận nữa. Chúng ta về nhà thôi. Được. Đi thôi, cảm ơn đại ca. Có đau không? Em sẽ nhẹ tay. Không đau. Vết thương nhỏ này không tính là gì cả. Anh ơi, từ khi nào mà anh nợ tiền người ta vậy? Anh bị đổ nợ do kinh doanh. Chúng ta ở bên nhau cả ngày lẫn đêm. Chưa bao giờ nghe anh đang kinh doanh cái gì. Anh,
nợ cờ bạc ở bên ngoài. Thế nên anh bán em để trả nợ sao? Không phải, Tiểu Diệp. Em đừng khóc mà. Từ khi nào anh có thói quen xấu đánh bạc vậy? Anh bịa thôi, anh lừa em đó. Thực ra là trước đây em làm phẫu thuật, cần tiền phẫu thuật, nên anh mới hỏi mượn bọn họ. Chuyện lớn như vậy, sao anh lại tự gánh vác một mình? Tại sao anh không thương lượng với em? Tiểu Diệp, đừng khóc nữa. Là lỗi của em liên lụy đến gia đình. Ngày mai em sẽ đi làm, kiếm tiền trả nợ. Em vừa mới phẫu thuật xong, đi làm cái gì chứ? Em không cần phải trả nợ. Nhưng mà gia đình đang khó khăn, em không thể không quan tâm được. Em không cần quan tâm. Em đó, phụ trách ở nhà tịnh dưỡng cho tốt. Về chuyện tiền bạc, anh sẽ tìm cách. Nhưng em cũng muốn không có nhưng gì hết. Chỉ có kẻ hèn mới cho phụ nữ trả thay. Anh, gần đây anh trở thành một con người khác. Thế sao? Khác? Ở chỗ nào cơ? Anh trai, có phải khoản nợ của gia đình khiến anh căng thẳng quá độ không? Anh hoàn toàn trở thành một con người khác. Còn nữa, từ khi nào anh học cách đánh nhau vậy? Đánh lợi hại như vậy? Gần đây anh bị áp lực quá, thế nên là có chút cáu kỉnh. Đây, nhìn lợi hại như vậy thôi, đều là đẹp mắt cho có thôi. Anh đặc biệt học hỏi từ đồng nghiệp. Tất cả là do em không tốt. Tiểu Diệp, tin tưởng anh, anh trai sẽ không sao. Những gì mà Chu Dũng mất, mình sẽ giành lại tất cả. Chu Dũng, cậu muốn làm gì đây? Vương Tổng, xin vui lòng cho tôi 2 ngày hợp đồng với La Tổng. Hãy để tôi làm. Phạm Vũ còn không làm được. Lẽ nào cậu có thể làm được sao? Tôi đảm bảo với ông, nếu như tôi không làm được, tôi lập tức cút khỏi công ty. Cậu như vậy mà dám liều lĩnh quyết định nhỉ? Nếu bị đuổi việc thì không bồi thường gì cho cậu đâu. Vương Tổng, ông cứ chờ mà xem. Chuyện bảo các người điều tra thế nào rồi? Đại ca, La Tổng mà có thời gian là sẽ đi đến đây giải trí một chút. La Tổng ở chỗ đó vui chơi dữ lắm, không chơi phụ nữ đến mức hỏng người thì tuyệt đối không dừng tay đâu. Loại háo sắc này dễ đối phó nhất. Đợi đến khi ông ta say đến không biết trời trăng, chụp 10 mấy tấm hình, như vậy không phải nắm được đuôi rồi sao? Cao tay, đi đi, đem cái này cho khách phòng số 7. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Đây không phải là em gái của lão đại sao? Bên này. Không ổn. Đây không phải là dê vào miệng hổ sao? Chúng ta nhanh thông báo cho lão đại đi. Đi thôi. Thưa ông, tôi sẽ ra ngoài trước. Nếu cần ông cứ gọi tôi là được. Em gái này đẹp đấy chứ? La Tổng chúng ta thích dạng như này. Lại đây, đừng chạm vào tôi. Mau qua đây ngồi, anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra. Em gái này không tồi nhỉ. Quản lý ở đây biết chọn người thật đấy. Quản lý bảo tôi vào đây đưa đồ ăn thôi. Tôi phải ra ngoài đi làm nữa. Quản lý gọi em vào đây chính là để em vui vẻ với anh đấy. Đừng có chạm vào tôi. Các người dám làm vậy với tôi, anh tôi sẽ không tha cho các người đâu. Bỏ tôi ra, anh ơi. Thả tôi ra đi, thằng cờ hó này. Anh ơi, đám cờ hó này, có phải chúng bay phối hợp với nhau chơi tao đúng không? Có phải tụi nó bắt nạt em không? Anh lấy mạng tụi nó. Đừng mà anh. Chúng ta gặp ở đâu rồi phải không? Phạm Vũ là giám đốc của cậu đúng không? Chúng ta từng đi ăn cùng nhau rồi. Cậu có phải là Tiểu Chu không? Chút chuyện nhỏ thôi, cần thiết phải động tay động chân không? Người như các cậu tôi gặp nhiều rồi. Đừng nhìn tôi như thể tôi thích em gái cậu. Em gái cậu thì đáng mấy xu chứ? Yên tâm, tôi thích em gái cậu là phúc của em gái cậu. Tôi sẽ đối tốt với em cậu. Dự án của công ty cậu bây giờ tôi đồng ý. Ngày mai chúng ta sẽ ký luôn. Ý ông là muốn tôi bán em gái tôi? Tôi nói này, đầy người bán vợ, bán con gái cho tôi đấy. Nhiều lắm. Đừng, đừng mà anh. Thằng cờ hó này, mày điên hả? Dám đánh tao hả? Đơn hàng 80 triệu cho tụi mày làm, lại còn dám đánh tao nữa? Ai mà thèm ký hợp đồng với loại đê tiện như ông. Thằng nèo nàn, không biết trời cao đất dày. Đừng có mà hối hận. Hối hận cái gì?
hối hận không cho ông đang xuất hả? Cút khỏi mắt tôi, anh bình tĩnh. Anh ơi, mình về nhà thôi. Về thôi.